Dạ toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay anh Vũ có giao lưu là một số mai sủi rễ đới nơm đẹp dảo Thủ Đức quý cô chú anh chị ơi. Dạ địa chỉ vườn nhà anh Vũ là ấp Cái Côn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang quý cô chú anh chị. Dạ số điện thoại của anh Vũ là 0901 283 656, dạ cũng là số Zalo của anh Vũ quý cô chú anh chị. Dạ rất mong quý cô chú anh chị và các bạn gần xa chốt cây ủng hộ cho anh Vũ ha. Dạ toàn cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mua cây bên vườn nhà anh Vũ quý cô chú anh chị. Dạ toàn thay mặt anh Vũ xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ đầu tiên toàn sẽ vào cây mã số 1 nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 1 cây này được là 2 4 6 8 10 12 14, 15. 15 cọng rễ đều ngang dài luôn á chú anh chị ơi. Dạ cây mã số 1 cây này là 7 cm, hoành là 7 cm, cao là 1m4, ngang là 1m luôn chú anh chị. Nó cây này đế quýt luôn á chú anh chị ơi. Cây này chi cành rất là đều ha. Rễ rất là đều luôn á chú anh chị ơi. Nó đòn để toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem lại vòng nữa ha. Cây rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Rồi. Cây mã số 1 hoành là 7 cm, cao là 1m4, ngang là 1m quý cô chú anh chị ơi. Dạ tiếp theo mình qua cây mã số 2 luôn quý cô chú anh chị. Cây mã số 2 cũng kế bên luôn ha. Rồi để toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem rõ hơn ha. Đế đẹp vip luôn á chú anh chị ơi. Cây này cũng được là 2 4 6 8 10 11. 11 cọng rễ đều ngang dài luôn á chú anh chị. Cây mã số 2 này cái hoành neo của nó là 7 cm, cao là 98, ngang là 1m luôn chú anh chị ơi. Đó, đây là cây mã số 2 nha quý chú anh chị. Rồi toàn quay vòng nữa cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Cây này là 11 cọng rễ là cho cây mã số 2 quý anh chú anh chị ơi. Rễ đều ngang dài luôn. Tổng bị đế gọn gọn của nó tầm khoảng là 3 tấc rưỡi cho đến 4 tấc quý anh chú anh chị. Dạ tiếp theo mình qua cây mã số 3 luôn quý cô chú anh chị ơi. Nhà lô này cũng là lô mới luôn ha. Dạ tiếp theo là cây mã số 3 nha quý anh chú anh chị. Đây, nãy giờ toàn đợi cái nhà của ông chú ở sớm tắt nhạc cho nên toàn mới dám quay nữa nha quý cô chú anh chị, tại giờ nhạc nó hay ồn ào, rất mong quý cô chú anh chị các bạn thông cảm ha. Đây là cây mã số 3 nha quý cô chú anh chị. Cây này cũng được là 2 4 6 8 10 12 14, nó tầm khoảng 14 15 cọng rễ luôn quý cô chú anh chị ơi. Dạ đây cũng là cây mã số 3 nha quý cô chú anh chị. Cây này là lùng lực luôn quý cô chú anh chị ơi, lùng lực mà chia cành rất là đẹp luôn. Đó. Đế đều ngang dài đẹp quýt luôn quý cô chú anh chị. Dạ cây mã số 3 cây này là hành là 7 cm, cao là 90, ngang là 80 cm quý cô chú anh chị ơi. Dạ cây mã số 3 nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi tiếp theo mình qua cây mã số 4 luôn quý cô chú anh chị. Cây mã số 4 thì phía ngoài này ha. Rồi để toàn quay vòng nó cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Dạ cây này cái được là 2 4 6 8 10. 10 cộng rễ là 9 10 9 10 đều ngang dài với nhau luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi toàn quay chậm chậm cho quý cô chú anh chị các bạn xem cho nó rõ hơn ha. Dạ cây mã số 4 cây này là hoành là 7 cm, cao là 1m, ngang là 70 cm quý chú anh chị ơi. Cái này là anh Vũ anh ghi anh đo sẵn luôn nha quý chú anh chị. Đế nơm mà đều đẹp ngang dài luôn quý chú anh chị ơi. Đó. Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh Vũ ha. Dạ địa chỉ và số điện thoại của anh Vũ toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết liên liên hệ với anh Vũ ha.
Dạ tiếp theo mình qua cây mã số 5 luôn quý cô chú anh chị. Mình để cho toàn cho quý cô chú anh chị và các bạn xem cái mặt bông cây mã số 4 ha. Cái mặt ho của nó là được 3 5 7 9. Cây này là 11 cánh quý cô chú anh chị ơi. 11 cánh ha. Bông to bự luôn quý cô chú anh chị. À, tiếp theo qua cây mã số 5 luôn quý chú anh chị. Cái mã số 5 này mặt bông của nó là 2 4 6 8 9 10. Bông mặt bông 10 cánh quý chú anh chị. Rồi để toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem cái cây mã số 5 ha. 2 4 6 8 9. Dạ cây mã số 5 là 9 cộng rễ đều ngang dai hết luôn quý cô chú anh chị ơi. Nôm luôn quý cô chú anh chị ơi, nôm quýt luôn. Dạ cây mã số 5 cây này là hoành eo của nó là 6 cm, cao là 6,5 65 quý cô chú anh chị, ngang là 60 ha. Dạ cây mã số 5 nha quý cô chú anh chị. Dạ tiếp theo mình qua cây mã số 6 luôn quý cô chú anh chị ơi. À, để toàn quay vòng cho quý chú anh chị các bạn xem ha. Rồi cây mã số 6, cây này là 2 4 6 8 10 12, 12 cộng rễ đều ngang dai luôn quý chú anh chị ơi. Dạ cây mã số 6 cây này cái hoành eo của nó là 9 cm, cao là 1m5, ngang là 1m2 nha quý chú anh chị. Cây mã số 6 cây này là tàn đẹp quýp luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi toàn quay chậm chậm cho quý cô chú anh chị các bạn xem một quận nữa ha. Đấy đều đẹp ngang dài luôn quý cô chú anh chị ơi. Dạ đây là cây mã số 6 nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mình qua cây mã số 7 luôn. Rồi toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem cây mã số 7 ha. Cây mã số 7 cây này là 3 5 7 9 11 12. 12 cộng rễ đều ngang dai luôn quý cô chú anh chị ơi. Dạ đây là cây mã số 7 nha quý cô chú anh chị. Dạ cây mã số 7 cái hoành eo của nó là 8 cm. Cao là 1m, ngang là 70 quý chú anh chị. Đây là cây mã số 7 ha. Đấy đẹp luôn quý chú anh chị ơi. Cây đấy đều ngang dài đẹp luôn quý chú anh chị ơi. Dạ tiếp theo mình qua cây mã số 8 nha quý chú anh chị. Tiếp theo là cây mã số 8. Đó, cây xương cành rất là đều luôn. Rồi toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Rồi cây mã số 8 này quá trời bù rễ luôn quý cô chú anh chị. Cây này cũng được là 2 4 6 8 10 12 14 16. Cây mã số 8 này là 16 cộng rễ đều ngang dai luôn quý cô chú anh chị ơi. Quá trời bù rễ luôn. Dạ cây mã số 8 này cây này hoành eo của nó là 7 cm, cao là 1m1, ngang là 70 luôn quý chú anh chị. Đây là cây mã số 8 nha quý chú anh chị. Quá trời bồ rễ luôn. Dạ tiếp theo mình qua cây mã số 9 luôn quý chú anh chị ơi. Đây là cây mã số 9 nha quý chú cô chú anh chị. Cây mã số 9 này quá trời bồ rễ nó luôn. Cây này là 2 4 6 8 10 12 14 16 cộng rễ đều ngang dai luôn quý chú anh chị ơi. 16 cộng rễ đều ngang dai luôn ha. Tại vì bên đây toàn đi vòng không được quý chú anh chị. À, toàn quay ngược trở lại cho quý chú anh chị và các bạn xem rõ hơn ha. À, cây mã số 9 cây này là cái hoành của nó là 6 cm, cao là 90, ngang là 60 luôn quý cô chú anh chị ơi. Tổng cái bài đế gọn gọn nó tầm khoảng là 5 mấy cho đến 60 ha. Là cây mã số 9 cũng là cây cuối clip luôn quý cô chú anh chị. À, có quý cô chú anh chị các bạn nào có yêu thích mai sử gửi á thì hãy giao lưu qua số điện thoại của anh Vũ nha quý cô chú anh chị.
Số điện thoại là 0901 283 656. Dạ cũng là số Zalo của anh Vũ luôn quý cô chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị các bạn gần xa luôn ủng hộ và chốt cây ủng hộ cho anh Vũ nha quý cô chú anh chị. Nhà địa chỉ và số điện thoại của anh Vũ Toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn biết đi liên hệ với anh Vũ mua cho mình những cây mai sử rễ để nên đẹp nha quý cô chú anh chị. Dạ thời lượng video của Toàn cũng khá dài, Toàn cũng xin phép quý cô chú anh chị các bạn Toàn khép lại cái video. Dạ cuối video Toàn cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc của chú anh chị. Dạ Toàn cũng hẹn quý cô chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye. Cây đẹp quyết đỉnh luôn anh chú anh chị.